đàn chéo hai tay bật mí tính cách ưu điểm nổi trội của bạn. Các chuyên gia ngôn ngữ cơ thể tin rằng các bạn đàn chéo các ngón tay của cả hai bàn tay nói lên rất nhiều điều về con người bạn. Kết luận này dựa trên nghiên cứu được thực hiện bởi Roger Sperry, người từng đạt giải Nobel sinh lý học và y học. Vậy bạn thường đan tay theo cách nào? Ngón tay cái của tay trái đặt lên trên thì khả năng cao bạn là người thực tế, bạn là người không bao giờ đưa ra quyết định trong lúc nóng vội. Trước khi đi đến kết luận, bạn cân nhắc những ưu khuyết điểm của những lựa chọn, vì sự kiện lần này nên ít ai có thể lừa dối được bạn. Bạn có tố chất bẩm sinh để nhìn thấu những sự lươn lẹo của người khác, bạn được bạn bè và người thân trong gia đình tôn trọng. Họ thường tìm đến bạn để xin lời khuyên và thường thì những lời khuyên của bạn rất chân thành và khôn ngoan. Nhưng bạn cũng là một người rất muối mặn và dĩ nhiên độ mua y ấy còn đi kèm với cả IQ cao. Khả năng hài hước kỳ quặc của bạn khiến bạn thu hút mọi người trong các cuộc tụ họp xã hội. Bạn cũng là một người lãng mạn và biết mình nên làm thế nào trong một mối quan hệ hoặc làm sao để cưa đổ crush. Hai ngón cái đặt song song nhau, bạn là một người có thể nhìn thấu mọi vấn đề từng chi tiết nhỏ nhất. Bạn là người cầu toàn và cũng mong muốn người khác phải cống hiến và tập trung nhiều bạn. Bạn có tổ chức lãnh đạo và cũng có năng lực để dẫn dắt người khác, quan tâm đến nhu cầu và hoàn cảnh của người khác. Bạn luôn lắng nghe ý kiến của mọi người và cố gắng hiểu quan điểm của họ trước khi đi đến quyết định. Sự thẳng thắn, trung thực và chân thành của bạn đôi khi có thể làm mất lòng của số người, nhưng đây là những phẩm chất khiến nhiều người cảm thấy bạn thật thu hút. Trong các mối quan hệ tình cảm cũng vậy, bạn coi trọng sự thẳng thắn và trung thực và bạn không bao giờ ngại nói ra suy nghĩ của mình cũng như không ngăn cản người mình yêu làm điều đó. Ngón cái của tay phải đặt lên trên bạn là một người sống thiên về cảm xúc, bạn có thể hiểu được tâm tư của người khi khác ngay cả khi họ đang cố gắng che giấu cảm xúc thực sự của họ. Chính vì lý do này mà người khác luôn dễ dàng mở lòng với bạn, năng lực này cũng giúp bạn nhìn ra một viễn cảnh mà người khác không thể nhìn thấy, giúp bạn suy nghĩ tốt hơn nhiều người và giúp bạn đưa ra quyết định chính xác. Việc đưa ra quyết định sau khi cân nhắc về mặt tình cảm và xem xét ở tất cả các khía cạnh đôi khi làm mất nhiều thời gian của bạn. Khả năng đồng cảm và sự thân thiện là điểm thu hút của bạn trong các mối quan hệ, bạn hiểu được cảm xúc của đối phương và có thể làm họ cảm thấy yên tâm khi ở bên cạnh. Tính cách của bạn có giống như trên không? Hãy chia sẻ hữu ích nhé!